Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn nhưng mà ở trình độ nâng cao. Và hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 5. Chủ đề của phần 5 là Trại Trung Quốc Chuang Yi Chí Sư Yue Lai Yue Tuo. Trại Trung Quốc Chuang Yi Chí Sư Yue Lai Yue Tuo. Bây giờ cái chủ đề này mình tạm dịch thôi, chút xíu nữa chúng ta vào trong cái phần từ mới ha, rồi chúng ta sẽ có những cái từ mới nào có liên quan đến tựa đề thì chúng ta giải thích rõ hơn. Trại Trung Quốc là ở Trung Quốc, Chuang Yi Chí Sư là chợ sáng tạo, Yue Lai Yue Tuo là ngày càng nhiều. Ở Trung Quốc chợ sáng tạo ngày càng nhiều. Trại Trung Quốc Chuang Yi Chí Sư Yue Lai Yue Tuo. Thì đây là một cái hình thức, một hình thức họp chợ thôi. Đầu tiên xin mời mọi người chúng ta vào trong cái phần từ mới. Ta có từ mới thứ nhất là Chuang Yi. Chuang Yi là sáng tạo hoặc là sáng kiến. Nó là danh từ, nó dùng như một danh từ là như vậy. Rồi Chuang Yi là sáng tạo, sáng kiến. Một chữ Chuang là chữ sáng, Chuang Zhao là sáng tạo, Chuang Yi là sáng ý, có nghĩa là cái ý sáng tạo hay là sáng kiến thôi cũng được. Chuang Yi. Từ thứ hai là Chí Sư. Chí Sư là một cái loại chợ mà nó chỉ họp vào một cái thời điểm nào đó trong một tuần, từ mấy giờ đến mấy giờ, ví dụ như vậy. Và sau đó thì nó tan ra, nó không có còn họp chợ nữa thì gọi là chợ phiên. Mình gọi là chợ phiên, chợ hay là chợ phiên cũng được, đọc là chỉ sơ. Từ thứ ba là sơ chi. Sơ chi là thiết kế, và đó là động từ sơ chi. Ví dụ cái cây cầu này là do bố của tôi thiết kế đó. 这座桥是我爸爸设计的. 这座桥是我爸爸设计的. Rồi, sơ chi đó là động từ. Cái sơ chi này nó có thể dùng như một danh từ là bản thiết kế. 这个设计是我的. Cái bản thiết kế này là của tôi nè. Rồi như vậy, sơ chi lúc đó nó sẽ là danh từ là bản thiết kế. Và cái người chuyên làm cái nghề thiết kế trong các cái lĩnh vực như thời trang rồi này nọ thì người ta gọi là sơ chi sư. Sư là từ lào sư đó, lào sư tờ sư. Sơ chi sư là nhà thiết kế. Từ thứ tư chúng ta có là từ quang. Quang là đi dạo và để nhìn ngắm là chủ yếu, từ là quang. Ví dụ mình đi dạo phố là quang chế. Từ chế là con phố, quang chế là dạo phố. Quang sang tiền là dạo cửa hàng, tức là mình đi rong rong các cái cửa hàng, mình xem hàng hóa rồi này nọ, chủ yếu là nhìn ngắm là chính. Đó là quang. Quang. Mình nhớ trong cái tài liệu nào có cái câu là sử cơ nữ nhân chiêu dỗ chiều cơ xỉu hoan quan sang tiền, tức là 10 cô gái thì có 9 cô là thích đi dạo ở các cái cửa hàng để nhìn ngắm đồ đó. Sử cơ nữ nhân chiêu dỗ chiều cơ xỉu hoan quan sang tiền, sử cơ nam nhân chiêu dỗ chiều cơ u xỉu hoan quan sang tiền. Và 10 người đàn ông hay là 10 cậu con trai gì đó thì có 9 người là không thích đi dạo cửa hàng. Sử cơ nản rỉnh chiêu dấu chiều cơ bu xì hoan quan sang tiền. Thì cái vế đầu mình có thể nghĩ đó là đúng. Sử cơ nỉ rỉnh dấu chiều cơ xì hoan quan sang tiền. Nhưng mà sử cơ nản rỉnh dấu chiều cơ bu xì hoan quan sang tiền thì phải suy nghĩ lại. Vì các cậu con trai thời nay và đàn ông cũng có một số người cũng thích đi dạo cửa hàng đấy. Kế tiếp nữa ta có từ thứ năm là bu chì. Bu chìn là không chỉ. Ví dụ như là anh ấy đi cửa hàng không chỉ là để mua mà còn để nhìn ngắm đồ nữa. Ví dụ đó. Bu chìn ở giá mài tông si. Ở trẻ hay do khăn tông si. Bu chìn là không chỉ. Thì vào trong bài chúng ta sẽ có những cái câu ví dụ cụ thể hơn. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ sáu. Đó là sơ chi sư là nhà thiết kế mà nãy mình vừa mới nói với các anh chị và các bạn đó. Sơ chi sư là nhà thiết kế. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thưa bẻ. Thưa bẻ là hết sức hoặc là vô cùng. Nó là một cái phó từ chỉ mức độ đó. Có thể nói nó cái mức độ nó mạnh cũng giống như từ phay sẵn vậy. Ví dụ chín thiên phay sẵn rơ thì mình có thể nói là chín thiên thưa bẻ rơ. Hoặc là tôi rất là yêu thích âm nhạc thì nó có cái cách nói là wǒ duì yīn yuè hěn càn xīng xì. Còn nếu mạnh hơn là thưa bẻ càn xīng xì hoặc là phê chẳng càn xīng xì cũng được.
我对音乐特别感兴趣, có thể nói như vậy. 特别好 có nghĩa là phi sản họ. Nhưng từ này thì dùng trong văn nói nhiều hơn. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ bảy là xin xen. Xin xen là mới mẻ. Tôi thích những cái gì đó mới mẻ. 我喜欢新鲜的. Đằng sau phải có từ tơ, tức là tơ tung si, tơ sư u đó, sự vật. Xin xen tơ sư u là những sự vật mới. Ví dụ những cái người trẻ thì thường thích những cái sự vật mới. Cái gì mới mẻ thì họ thích. Nén xin rỉnh. Nén xin rỉnh chứ hẳn xì hoan. Xin xen tơ sư u. Xin xen tơ sư u. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 9 đó là chen khang. Chen khang là kiện khang, tức là khỏe mạnh. Chúc anh luôn khỏe mạnh nhé. Chú nì sinh thì chen khang. Chú nì sinh thì chen khang. Khỏe mạnh. Chen khang đó là một tính từ. Hình chen khang. Rồi. Từ thứ 10 chúng ta có phá tràn. Phá tràn là phát triển. Chúng ta lưu ý nó là động từ nhé. Ví dụ cái thành phố này phát triển rất nhanh. Trơ cơ chẩn sơ. Phá tràn tơ hình khoai. Bộ ngữ chỉ mức độ đó. Phá tràn tơ hình khoai. Rồi, nhưng nếu mà chúng ta nói là cái thành phố này rất là phát triển thì chúng ta không có dùng cái từ phá tràn này là hình phá tràn là không có được. Mà chúng ta có một cái từ khác phát triển mà là tính từ thì có từ pha tả, âm ở Việt là từ phát đạt á, có nghĩa là phát triển. Cái thành phố này rất là phát triển. Trơ cơ chẩn sư hình phá tả. Thượng Hải là một cái thành phố rất là phát triển của Trung Quốc. Sang Hải sư Trung của hình phá tả từ chẩn sư. Hoặc là thành phố mà phát triển nhất. Chuy phá tả từ chẩn sư. Không có nói chuy phá tràn từ chẩn sư. Đó là 10 cái từ mới. Bây giờ mình sẽ đọc lại 10 cái từ mới này cho mọi người nghe nhé. Chuang yi. Chỉ sư. Sơ chi. Quang. Bù chỉnh. Sơ chi sư. Thơ bể. Xin xén. Chiên khang. Phá tràn. Thì đó là cái bản từ mà mình gợi ý để cho mọi người tham khảo thôi. Và sau đây thì chúng ta sẽ vào trong nội dung chi tiết của bài. Rồi mình sẽ giải thích nội dung chi tiết nha. Xoan yi chỉ sư, dịch là chợ sáng tạo. Chợ sáng tạo rồi nó như thế nào thì nội dung của bài sẽ có đề cập đến. Chuang yi chỉ sư, sư chủng của ngoại phát tràn tàu Trung Quốc lại tờ. Sư chủng của ngoại là từ nước ngoài, pha tràn tàu Trung Quốc lại. Tàu Trung Quốc lại tức là đến Trung Quốc. Chủng của ngoại, pha tràn tàu Trung Quốc lại tờ. Chợ sáng tạo, nó từ nước ngoài phát triển đến Trung Quốc. Như vậy là cái nguồn gốc của nó là từ nước ngoài, của ngoại. Sủng của ngoài pha tràn to Trung của lại tờ. Tiếp luôn. Rỉnh mến khở dì chai trơ lì trào to xin phận dồ. Rỉnh mến khở dì chai trơ lì. Mọi người có thể ở nơi đây để làm gì, ở đâu mới làm gì. Chai trơ lì trào to xin phận dồ. Tìm được những người bạn mới. Rỉnh mến khở dì chai trơ lì trào to xin phận dồ. Mình đọc lại cái slide này cho mọi người nghe nhé. Chuang yi chỉ sơ sư sống của ngoại phát triển tàu Trung Quốc tờ. Rỉn mến khở dì chai trơ lì trào to xin phận dồ. Dề khở dì bà chư chỉ sơ chi tờ tông si nả qua lại mai. Dề khở dì là cũng có thể. Bà chư chỉ sơ chi tờ tông si. Bà là mang cái gì ra rồi mới làm gì nha. Bà chư chỉ sơ chi tờ tông si. Mang những cái thứ do bản thân mình thiết kế. Và chư chỉ sơ chi tờ tông si nả qua lại mai. Mang ra để bán. Và chư chỉ sơ chi tờ tông si nả qua lại mai. Nả chú lại là mang ra cũng được. Nả qua lại mai cũng được. Nả qua lại mai có thể là dịch là mang đến để bán. Xin trai là hiện nay. Chuang yi chỉ sơ trai Trung Quốc yue lại yue tố là. Xin trai chuang yi chỉ sơ. Hiện nay các chợ sáng tạo trai Trung Quốc yue lại yue tố là. Ở Trung Quốc thì ngày càng nhiều. Trai Trung Quốc yue lại yue tố là.
在北京、上海等大城市，在北京、上海等大城市。Mình nêu chi tiết trước rồi mình mới nêu cái từ tổng thể sau. Như vậy là thành phố là thành phố. À, đằng trước là gì? Bắc Kinh, Thượng Hải đều là thành phố cả, thì thành phố là khái từ chỉ cho thành phố chung chung. Cái cấu trúc này là nêu chi tiết trước, sau đó rồi chữ tầng, rồi đến cái khái từ phía đằng sau. Và khi mình dịch thì mình dịch là các thành phố lớn. Zài, zài Bắc Kinh, Thượng Hải, tầng ta thành phố. Ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải. Mình phải dịch như vậy. Câu mà có chữ tầng theo cái cấu trúc này là dịch từ đằng sau dịch lại như vậy đó. Ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, hẳn tố nén xin rẩn tố xỉ hoan chi chuang yi chỉ sơ quang yi quang. Hẳn tố nén xin rẩn, có rất nhiều những người trẻ tuổi. Nén xin rẩn là giới trẻ đó. Xỉ hoan chi là thích đi. Đi đâu? Chuang yi chỉ sơ, đi đến các cái chợ sáng tạo này để nhìn ngắm quang yi quang, nhìn ngắm một chút. Mình đọc lại nha. Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, tầng đa thành sư, hẳn tố nén xin rẩn tố xỉ hoan chi chuang yi chỉ sơ, quang yi quang. Thàm ơn đào chuang yi chỉ sư sang. Thàm ơn đào chuang yi chỉ sư sang. Họ đến chợ sáng tạo này. Thàm ơn đào chuang yi chỉ sư sang, họ đến với chợ sáng tạo. Bù chỉn sư mài tông xì. Bù chỉn hồi nãy trong từ mới chúng ta có đó là không chỉ. Bù chỉn sư mài tông xì không chỉ là để mua đồ thôi. Cân trung giao tờ. Cái điều quan trọng hơn, tức là cân trung giao tờ sư, điều quan trọng hơn là sư trào to. Là gì nào? Trào to là tìm được. Hở chư chỉ sinh chư ai hao ý dăng tờ phẩm dụ. Như vậy là trào to cái gì nè? Trào to phẩm dụ là tìm được bạn. Từ trung tâm của nó là tuốt ở dưới cuối câu á. Sư trào to là có thể tìm được. Như vậy trào to ở đây tức là trào to phẩm dụ, tìm được bạn. Nhưng mà những người bạn này như thế nào? Những người bạn này như thế nào? Tức là hở chư chỉ sinh chư ai hao ý dăng tờ phẩm dụ. Những người bạn mà có cái niềm đam mê cũng giống như mình. Sinh suy ai ho mình dịch là niềm đam mê. Hở chư chỉ sinh suy ai ho dĩ dân tờ phận vô. Rồi như vậy là mình có thể dịch lại từ đầu là họ đến chợ sáng tạo không chỉ là để mua đồ, mà điều quan trọng hơn là họ có thể tìm được những người bạn có cùng, hoặc là giống ha, có cùng cái niềm đam mê và sở thích với mình. Tiếp theo một slide nữa. Tan sư truy chiên, nhưng mà gần đây, truy chiên là gần đây, nói về thời gian á. Tan sư truy chiên, nhưng mà gần đây, quan yu chuang yi chỉ sư tờ quân thỉ, liên quan đến cái vấn đề chợ sáng tạo. Quan yu ở đây là quan yu quân thị, liên quan đến vấn đề. Vấn đề gì? Chuang yi chỉ sư tờ quân thị, cái vấn đề chợ sáng tạo, hoặc là chợ phiên sáng tạo. Duy lại duy tố là ngày càng nhiều. Thì mình dịch là nhưng mà hiện nay những vấn đề mà có liên quan đến chợ sáng tạo á, thì ngày càng nhiều. Tức là nó có những cái vấn đề trục trặc gì đó. Quan yu chuang yi chỉ sư tờ quân thị, những vấn đề liên quan đến chợ sáng tạo ngày càng nhiều. Trái y xe ti phán là ở một số nơi, mình dịch là có một số nơi, có một số nơi, có một số chỗ. Rến mến trừ quan xin chỉ sư. Rến mến trừ quan xin chỉ sư, mọi người chỉ quan tâm đến cái phiên chợ thôi, hoặc là quan tâm đến cái từ chợ thôi. Bù quan xin chuang yi, và không có quan tâm đến cái ý nghĩa sáng tạo của cái phiên chợ đó. Rỉnh mến trừ quan xin chỉ sư, bù quan xin chuang yi. Mình đọc lại một lần cho mọi người nghe nhé. Tan sư truy chiên, quan yu chuang yi chỉ sư tờ quân thị, dè yue lại yue tố là, zài yi xe tì phang, rỉnh mến trừ quan xin chỉ sư, bù quan xin chuang yi.
这种创意 chỉ sơ, cái loại hình chợ sáng tạo này, trừ sư ý cơ, mãi mãi tôn sư tờ ti phân. Trơ trụng xoan y chỉ sư thì dịch là cái loại chợ sáng tạo này, cái loại chợ mà mới nhắc đến. Trừ sư ý cơ chỉ là một cái gì nè, một cái nơi. Trừ sư ý cơ, tức là từ trung tâm là dĩ cơ ti phán, chỉ là một cái nơi. Bây giờ cái nơi nó như thế nào? Mài mai tôn si tờ ti phán là cái nơi để mà mua bán thôi, chứ không còn cái ý nghĩa sáng tạo nữa. Ý nó là như vậy. Trơ trụng xoan y chỉ sư chỉ là một cái mài mai tôn si tờ ti phán. Gần y bán tờ xiểu sang tiền hở chào sư chào bù tố. Gần cái gì đó chắc bù tố là nó cũng giống như vậy, hoặc là tương tự như vậy. Gần cái gì đó xong rồi chắc bù tố, đó là một cấu trúc đấy. Gần y bán tờ sang tiền, giống như những cửa hàng bình thường, xẻo sang tiền. Rồi hở chào sư và siêu thị chắc bù tố, như vậy dịch là nó cũng tương tự như những cái cửa hàng nhỏ và là siêu thị thôi, là siêu thị thôi. Gần y bán tờ xẻo sang tiền hở chào sư chắc bù tố. Từ y bán này có nghĩa là bình thường, thông thường, không có cái gì nổi trội, nổi bật cả. Thì chúng ta dùng từ y bán vì từ y bán nó còn một vài cái nghĩa khác. Và trong tiếng Việt nó có cái từ bình thường, nó có đến mấy cái cách để mà diễn đạt ở những cái chỗ khác nhau. Rồi như vậy ngay chỗ này dịch thoáng lại, tức là nó cũng gần như hoặc là gần giống như những cái cửa hàng nhỏ và là siêu thị bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt hết. Trơ răng hình tố nén xuyên rỉnh tan xin. Trơ đây dịch là điều này. Trơ răng hình tố nén xuyên rỉnh khiến cho nhiều người trẻ, tức là khiến cho giới trẻ tan xin là lo lắng. Và mọi người xem tiếp nữa nha. Yí wèi nén xuyên rỉnh tờ sơ chi sư sô. Ý quê nén xuyên rỉnh tờ sơ chi sư số. Rồi, sơ chi sư hồi nãy mình có đó là nhà thiết kế. Nén xuyên tờ sơ chi sư, tức là một nhà thiết kế trẻ. Ý quê nén xuyên tờ sơ chi sư số, một nhà thiết kế trẻ đã nói. Thá yì xuyên thơ bẻ xì hoan xu bầy chiên đa đa xào xào tờ chóng yì chí sư sang. Khan khan. Thá yì xuyên, trước đây anh ấy thơ bé xì hoan là cực kỳ thích hoặc là rất là thích. Xì bầy chiên ta ta xéo xéo tờ chóng y chỉ sư sang. Đi đến những cái chợ sáng tạo lớn nhỏ ở Bắc Kinh. Khan khan, khan chỉ khan, để mà xem và nhìn ngắm. Như vậy là một nhà thiết kế trẻ tuổi đã nói trước đây anh ấy rất là thích. Đi đến các cái chợ sáng tạo tới nhỏ ở Bắc Kinh để mà nhìn ngắm một chút. Rên sư là hình tố học hẳn vô. Rên sư là hình tố học hẳn vô. Và cũng đã quen biết rất là nhiều bạn bè. Tan sư xin trai. Nhưng mà hiện nay tha trai chóng y chỉ sư sang khán bố tò sẵn mơ xin xin tờ tông si. Nhưng mà hiện nay ở đâu mới làm gì nha? Tha trai chuang yi chỉ sư sang. Anh ấy ở cái chợ sáng tạo đó đó. Khan bù tao là không nhìn thấy sẩm mà xin xén tờ tông si. Những cái món đồ gì mới mẻ cả. Như vậy là không nhìn thấy những cái món đồ gì mới mẻ cả. Nhưng mà hiện nay anh ấy không nhìn thấy những cái món đồ gì mới mẻ cả ở trên cái chợ sáng tạo. Tha trai chuang yi chỉ sư sang, khan bù tao sẩm mà xin xén tờ tông si. Dù ý sư là có một lần, hải khan đo là còn nhìn thấy. Dù rỉnh bà tha sơ chi tờ tông si nã chú lại mai. Có người mang cái món đồ mà do anh ấy thiết kế á, mang ra bán. Dù ý sư, hải khan đo dù rỉnh bà tha sơ chi tờ tông si nã chú lại mai, mang ra bán. Tha hình sân chi, anh ấy rất là tức giận.
中国的创意集市以后要怎么样健康发展，还需要人们的努力。中国的创意集市要想到国中国以后了，稍内要怎样健康的发展，hoặc là健康发展cũng được, phải làm, phải phát triển, phải làm sao,怎么样là làm sao,健康的发展, hoặc là健康发展là phát triển một cách lành mạnh, từ健康ở đây có nghĩa là lành mạnh. Chợ sáng tạo của Trung Quốc sau này phải làm sao để phát triển lành mạnh, giao sầm giang, trên kháng tờ pha tràn. Và ý phát triển lành mạnh ở đây có nghĩa là phải mang tính sáng tạo đúng nghĩa của nó. Hải suy giao còn cần phải rỉnh mênh tờ nụ ly, còn cần phải có sự cố gắng của mọi người, rỉnh mênh tờ nụ ly. Và đó là nội dung của bài. Sau đây xin mời mọi người hãy nghe mình đọc lại một lần, từ đầu đến cuối, và cái phần này chủ yếu là để cho các bạn luyện nghe. Phần này các bạn có thể không nhìn vào màn hình nữa, các bạn cứ việc nghe xem là mình đã nắm hết chưa. Sau đây mời mọi người cùng nghe nhé. Chuang yi chỉ sư, sư sủng của ngoại phát triển tới Trung Quốc lại tờ, rỉn mênh khờ yi zài zhe li zhǎo dào xīn péng you. 也可以把自己设计的东西拿过来卖。现在创意集市在中国越来越多了。在北京、上海等大城市，很多年轻人都喜欢去创意集市逛一逛。他们到创意集市上不仅是买卖东西，更重要的是找到和自己兴趣爱好一样的朋友。但是最近关于创意集市的问题也越来越多了。在一些地方，人们只关心集市，不关心创意。这种创意集市只是一个买卖东西的地方，跟一般的小商店和超市差不多，这让很多年轻人担心。一位年轻的设计师说，他以前特别喜欢去北京大大小小的创意集市上看一看，认识了很多好朋友。但是现在他在创意集市上看不到什么新鲜的东西，有一次还看到有人把他设计的东西拿出来卖，他很生气。中国的创意集市以后要怎么样健康发展，还需要人们的努力。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 5. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và các bạn đừng quên đăng ký, like và share để nhận những thông báo mới nhất nhé. Xin chào mọi người.